chú nhìn cài cái đất là biết là cái vàng cũng. Vâng ạ, hôm nay Lê Tuấn đã tìm cho tất cả các bác đang ưa thích trên kênh của Lê Tuấn, nhất là các bác đang tìm chảo ba hỏa tiễn các bác nhá. Hôm nay em Lê Tuấn đã đến đây và đã tìm lên một video cho các bác dàn hỏa tiễn ba chảo rất xịn sò, nhưng giá tiền của nó cũng xịn bằng, tức là chủ kêu 30 triệu. 35 triệu. À đúng, thì Lê Tuấn cũng thấy là nó rất gì là chắc chắn, thì Lê Tuấn cũng phải lên để cho cộng đồng mạng cũng như tất cả các bác nào đang cần, để cho các bác coi như là có cái gì các bác cần các bác nhá. Thì giờ em kỹ lưỡng luôn, 35 triệu. Thì bây giờ đây em mời các bác. Đấy. Thì chủ nói với chúng là chào chào mới, nhưng mà chào này của thằng nào đấy? Chào Pháp. Đấy, chào Úc, Úc cái Pháp. Rồi, hai Úc Pháp. Chào thì hiện bây giờ là riêng Lê Tuấn mà nói thì chào này các bác nhìn thấy rồi. Là hiện bây giờ là đang hoạt động và đang còn xài và sáng rưng. Chứ không phải là chào để mốc hoặc là để xét các bác nhá. Là các bác biết rồi. Đây là đang làm quân John Deere kéo quân này nhá. Quân John Deere. Đúng rồi, 20 30 kéo chiếc chảo ba này hỏa tiễn, và độ dày của hỏa tiễn là đúng là nó 1 phân các bác nhá, đúng 1 phân. Và thứ hai nữa thì không phải trục xoay nhưng mà nó có những cái trụ rất chắc chắn. Đây chú hỏi cho câu ủng mối chứ đâu dám trả lời thật sự cái đời chứ. Chào của Pháp và của Ý các bác nhá, của Úc. Đấy, để chào. Còn đây là thân hình cái gốc, cái chảo này gốc cỡ này của chảo cái ngọt luôn chứ không ai đưa vô cắt ngọt à, gốc cỡ này phải. Thứ hai là cái chỗ nơi móc vào. Còn người cháu nói là cái này thì dành cho cái nốt trên này này là cho MBZ hoặc Belarus. Còn cái John Deere thì nó thấp hơn thì đưa vào chỗ này độ tiếp vào đây thì đã làm nha các bạn này, nhìn thấy không, có dấu này. Đấy, ok. Thì cái độ chắc chắn bền bỉ hay không thì em review cho các bác, đây là nó dày 1 phân. Rồi ba chảo đang còn làm sáng rực các bác nhá. Giá 35 triệu. Đó, 35 triệu. Đấy, còn dàn riêng hệ thống bánh lái là tuyệt vời các bác nhá, đang còn bự to chả bá. Còn hệ thống mà đúng chảo này nó tầm 65. Đấy, 65. Vành đường kính của chảo là 65. Đúng toàn 65 á. Vâng, thì nếu bác nào mà những cái chảo mà để không mà xét gì thì cái chảo đó không biết làm được hay không, thì Lê Tuấn đã thấy rất nhiều và quay lên thì có dàn là 18 triệu, có dàn 20 triệu. Đúng không ạ? Thì dàn nào cũng vậy, nhưng riêng cái dàn này thì lại là đang còn làm, đang hoạt động và bán xe và bán chảo luôn, chứ không phải là chảo này để một chỗ các bác nhá, để mà bán hoặc là để lâu ngày nó gì, mà cái này là đang làm. Đây các bác nhìn thấy sáng rưng này thì điện Lê Tuấn vào để bán cái đầu John Deere đấy. Thì bán đầu thì bán chảo luôn, thì Lê Tuấn lên cập nhật cho các bác nào đang cần những cái dàn này 35 triệu. Đấy, thì rõ ràng của cả chủ ở đây các bác nhá. Thì các bác mà vào các bác mua đầu John Deere luôn, các bác mua chảo luôn được. Có một cái chảo 6 tín em review luôn thì các bác, thì cái chảo 6 là 20 triệu, còn dàn chảo hỏa tiễn ba này là 35 triệu. Rồi bây giờ em mời các bác đi cùng em lại dàn chảo 6 đang dính ở trong đít của em John Deere các bác nhá. Đấy, thì rõ ràng liên xi đây, để lại cho bác chiêm ngưỡng em một lần cuối cùng trước khi em rời sang bên chỗ chảo 6. Đấy, không phải ít tiền đâu các bác nhá. Đây này, đang làm và đang hoạt động các bác nhá. Đây, không có một vết nứt với tì nào. Đấy, kỹ lưỡng. Đây, từ trên xuống dưới không có một vết nứt với tì, và chảo đang làm. Bánh lái to cực kỳ, cũng phải tầm 60 đến 65. Bánh lái, bánh chảo nào cũng phải là 65, 66 hết đường kính. Rồi, các bác cứ mạnh dạn, nếu bác nào đang máu ở Đắk Lắk, Đắk Nông, các vùng lân gần Bình Phước, Long Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng và Phú Riêng cũng như Phước Long, Phước Bình, các bác cần chảo 3. Thì em mời các bác tiếp tục lại xem dàn chảo 6. Trước khi các bác lại dàn chảo 6 thì các bác chiêm ngưỡng dàn đẹp người mẫu toàn bộ là xịn sò. Đây là em sư tử. Đấy, và đây là một em gọi là chó phốc. Con của nó này. Và đây là những chàng trai, cô gái đang nằm nghỉ
Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đấy, cực kỳ chưa? Không bao giờ cắn nhá, rất hiền. Và đây một em bút bút màu đen. Nhưng Lê Tuấn quay mà vẫn không như không có vấn đề gì, tức tỉnh bơ. Thuộc dạng rất lì lợm, thấy chưa? nhiều khi mà Lê Tuấn vô nhà là nó gấu nó xuống cái gì. Thôi rồi, và tiếp tục thì vui một chút các bác nhá. Và để cho Lê Tuấn đi lại quay tiếp cái dàn 6 này của chủ nhà. Đấy, vẫn kêu bán riêng dàn 3 hỏa tiễn và dàn 6 này. Thì dàn 6 này không bán xe thì mới bán chứ không. Tức là bây giờ là cứ bán xe là vì bán chảo. Còn nếu bán chảo trước là không bán. Để bán được đầu rô đê này là vì bán dàn chảo này. Thì Lê Tuấn vẫn quay luôn cho các bác nhá. Để chờ cơ hội, nếu như bác nào mà mua được cái này rô đê này thì dàn chảo này sẽ bán. Còn nếu như bác nào mua rô đê thì mua cả dàn chảo này luôn. Các bác nhá. Dàn chảo 6 cực kỳ nhá. Đấy, chảo cái chảo 30 các bác đây. Đây này. Sút cái sút 30, miệng cái miệng 30. Còn vanh chảo thì tầm cỡ 65 là lót lại. Nó là như vậy. Còn tất cả cũng như em quay cho các bác xem cái khung của em đó nhá. Khung thì dày 2 phân. Liền luôn. Và khung dưới này cũng vậy. Cái khung này đâu của em ở nhà đâu mà không. Cái độ này thì quan trọng thứ nhất là chủ nhà nói là cái dàn cày này đang hoạt động. Mà hoạt động thì các bác cứ vậy mà các bác phải làm. Các bác không phải cứ cả tính toán hoặc độ đít một cái gì nữa, là nguyên si. Cũng như lúc nãy em đã nâng lên, nâng xuống. Đấy, toàn bộ lưỡi là của Pháp hết các bác nhá. Đây này. Đấy, của Pháp hết. Tất cả có thương hiệu của nó. Đấy. Thì chủ nhà dàn này 20 triệu. Cái này 20 triệu, dàn 6 20 triệu. Quá chuẩn nên là người ta mới mê thôi chứ thật sự. Cái này là của A74 đời đầu. A74, đấy. Thì hôm rồi cũng một dàn 7 cũng bán có 16 triệu. Đó. Chứ còn nếu mà cái dàn trước đây cháu có 6 thiệt, cháu dàn chính bình cho bán luôn. Cái dàn này chứ chưa đâu. Và đây thì Lê Tuấn cũng đầm mì qua một chút các bác nhá. Lê Tuấn đã lên video này, hôm nay Lê Tuấn thứ 7, Lê Tuấn vào đây để lên sóng bán chiếc 2030 John Deere. Đấy, có tời và có mọc đây các bác này. Đó, mọc đây, đấy. Này là móc đi cài là lên là ben lên là móc. Là giá có tời luôn là 170 triệu. Bỏ tời ra 160 triệu còn không bán dàn này bán riêng. Nhá, nếu bán chủ nhà nói bán được chiếc đầu này thì sẽ bán dàn chảo 3 hỏa tiễn và dàn chảo 6 này. Thì cái video của em hôm nay thì em chỉ sơ bộ qua cho các bác. Còn nếu bác nào mà muốn dàn chảo 6 và dàn hỏa tiễn như em vừa lên trong video thì chờ bán được chiếc John Deere này. Thì các bác, em hãy điện thoại cho các bác. Còn các bác muốn thì các bác cứ điện thoại cho em và em ghi để đó. Để chờ bán được đầu. Các bác nhá. Thì chủ nhà quyết định bán chảo 6 và chảo 3. Vâng, và tiếp tục thì video của em cũng đã xong. À, có gì sai sót thì mong các bác thông cảm cho em. Và cuối cùng em xin dừng lại đây và xin hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn.